Tiếc mất hả mười? Vàng quá vàng luôn. Như nghệ. Nay mà mùi còn vàng dữ nữa. Mùi rồi, nó mềm rồi nè. Có lấy cái bọc tôi. Quá. Chưa mấy vàng. Nhưng mà mềm mà phải không? Mềm rồi. Lùi đi mất mười. Lùi. Ui ăn là thiếu. Là thiếu. Ba ăn. Để ăn. Ba lăn ăn. Ba ăn mẹ ăn. Ba ông dân ăn. Lùi có ăn không? Lùi có ăn mất không? Lùi. Sáng có sức giàu không vậy? Có chị. Này, này đem tặng cô. Cho cô. Tặng cô miếng ngon. Miếng ngon. Của mình nhiều đó được rồi. Rồi con đi học đi. Không chào ba gì hết vậy? Ba đi học xong tay lại. Ba đi à. Giỏi. Ba lại là đàng hoàng chứ không phải vậy luôn ăn rồi. Nó vòng tay là nó thưa ba đi học. Quá đây, ba đi đi học. Đầu cho. Giỏi. Đây, mẹ. Mẹ. Cho mẹ kêu kìa. Mẹ. Thưa mẹ nữa. Mẹ đi xuống. Đây, 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 đây. Mẹ. Thưa mẹ nữa. Đây, 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 đây. Trai đi học đó, giỏi ghê chưa? Lại lẫn đi. Ấy đứng đây. Mà. Còn hôi phải không? Sấy cái đầu miếng đi. Tại sao chi chi ba bụng? Có thể là thôi. Con trai đi học giỏi. Rồi ra đây. Nặng không mày? 2 ký. Má mua miếng không muốn không? Muốn gì có bún tờ bào mua. Mua có một giá. Giá thôi, giá thôi. Cái nón lười đội hồi 1 tuổi tới giờ. Mua ngàn bó là mua như vậy. Đạn cái đầu nè. Hết số mũi chưa cục vàng? Thưa mẹ chưa? Thưa ba rồi, thưa mẹ chưa? Thưa mẹ. Bye, I love you, I love you. I love you. Kiến kìa, dế kiến gì kìa? Kiến sao? Kiến ba cát. Kiến cát cái giò. Rồi, nó đây con, đi học giỏi nha. Ngày thứ tư rồi. Ra bấm thầy cô. Bắt tay luôn rồi. Đi đi. Bỏ đi. Giục đi. I love you. I love you. Chó này quậy quá. Xin đi học rồi.